Rồi, xin chào cả nhà um, cũng lâu rồi mình chưa có làm cái tutorial về uh, multimedia thì hôm nay có những thứ mới mẻ cũng uh, để mà chia sẻ cho những người mà đam mê về media có nghĩa là về streaming về recording về studio sound và mobile mobile có nghĩa là di động Um, di động là sao? Tại vì đại đa số là người ta dùng cái điện thoại di động người ta quay phim Người ta quay phim, người ta chụp hình Nhưng mà cái âm thanh của cái điện thoại di động thì nó không bao giờ mà tốt bằng uh, Nếu mà mình lấy âm thanh trực tiếp nghe Tại vì những cái âm thanh di động nó sẽ có tập âm những người xung quanh bên ngoài Còn nếu mà lấy trực tiếp từ cái mixer hay là từ cái âm ly thì âm thanh nó sẽ đi trực tiếp đi thẳng vào có nghĩa là ai cầm microphone thì sẽ nghe rõ người đó mà người nào ở xa microphone thì sẽ không nghe được uhm. bây giờ mình muốn mình muốn chia sẻ một ít cái thứ nhất là bạn có thể xài uh, cam hay là iv cam iv cam thì bạn có thể chuyển cái điện thoại di động của bạn thành một cái webcam ok bạn có thể dùng cái apps nó sau khi mà có cái apps nó trên mạng rồi ở trên điện thoại rồi mua nó cũng không không mắc, có nghĩa là mười mấy hai mươi đồng là bằng xài một cái bệnh viện luôn. Rồi sau đó bạn uh, download cho Windows, bạn vào cái trang e2esoft.com, iBCam. Ở đây là mình coi cho nhìn thấy cái website. Bạn download uh, của Windows, tùy Windows của bạn là uh, 64x hay là 32 uh, bit. Đây là 64 bit ở đây. Thì bạn download nó xuống. Sau khi download nó thì trên màn hình của bạn sẽ có cái uh, iBCam này. Ok, bây giờ là mình chưa có kết nối, mình không có kết nối với cái điện thoại của mình nha. Yeah. Nhưng mà để cái này để giải thích cho các bạn hiểu dễ hơn Nhưng mà nhiều khi có người muốn dùng 4-5 cái điện thoại hay là 7-8 cái điện thoại thì có đó là do cái laptop hay là do cái computer của bạn có đủ mạnh để mà chạy được hay không Thì cũng xài iVCam nhưng mà bạn có thể mở một phát hay là chia sẻ làm sao mà để xài 10 cái di động kiểu đó được luôn Như ở đây nếu các bạn vào cái Device Manager Tiếng đức gọi là great manager thì các bạn nhìn thấy ở đây trong cái chỗ mà về webcam um, về camera thì ở đây là mình có của laptop ok còn về webcam thì ở đây mình có một cái e2e uh, soft IP cam Nhá. còn cái máy in thì uh, không tính tới bạn muốn làm để mà xài được nhiều camera nhiều cái điện thoại di động thành camera hơn thì bạn phải đi tìm cái cái folder e, -E của bạn đây e2e soft IP cam trong này nó có một cái gọi là cái driver install cái bat file bat um, cái cái bat file này là nó là một cái command để cho bạn có thể tạo thêm driver thì uh, bạn double click Đây là bạn run as administrator thì nó sẽ mở ra đây nó sẽ mở ra các bạn nhìn thấy đúng không và nó update thêm một cái driver nữa cái này successful cái này cũng successful có nghĩa là bây giờ là thành ba cái rồi ok bây giờ mình muốn bốn cái camera thì mình mở ra thêm cái nữa đó bây giờ mình lại bấm hai cái thì nó sẽ hiện ra hai lần nha đây nó sẽ hiện ra nhiều lần như các bạn nhìn thấy mỗi lần bằng các bạn bấm là nó sẽ hiện ra một lần để cho các bạn install thêm một cái driver cho một cái camera lần nữa successful successful Nếu mà đã successful thì mình có thể tắt thì ở đây các bạn nhìn thấy mình đã có 2 4 5 cái IP cam. Có nghĩa là hiện tại bây giờ mình có thể xài 5 cái source, 5 cái điện thoại di động để mà làm thành 5 cái webcam để 5 góc khác nhau. Nhưng mà làm sao mà để kết nối được 5 cái điện thoại vô một cái máy? Ừ. Thường thì nếu mà cho những cái hội trường lớn thì mình cần một cái router thật mạnh để mà không cần phải có internet cái router đó là để cho các bạn kết nối cùng vào cái router, cùng cái wifi, một cái đường wifi để mà chia sẻ với nhau, kết nối với nhau để mà có thể có camera với nhau được. Đó. Yeah. Còn nếu mà không thì các bạn phải mở hotspot của cái điện thoại của các bạn lên. Hotspot của cái điện thoại của các bạn lên để mà các bạn kết nối cái laptop và bốn cái điện thoại khác vào cái cùng một cái đường mạng thì cũng sẽ xài được nếu mà xài cho một cái sự kiện nào mà nho nhỏ như tiệc tùng đám cưới sinh nhật nhỏ thôi thì uh, xài hotspot đó cũng được không thích thì có internet để livestream được còn nếu mà không thì xài uh, các bạn có thể kết nối wifi qua cái điện thoại rồi từ điện thoại mở hotspot lên để cái uh, cái laptop hay là kết nối wi wifi hay là kết nối qua hotspot cũng được thì ở đây nó cũng sẽ nhận được camera ok cái này là cái trước mắt là các bạn kết nối được i cam là dùng điện thoại di động để mà làm webcam được quay được. Nhưng mà mới nãy mình cũng có nói là làm sao mà để lấy âm thanh trực tiếp được, OK? Thì um, để mà tránh cái dây nhợ rườm rà cầu kỳ, nó có nhiều loại dạng sound card. Cái mà mình uh, thích nhất để xài đó là cái uh, x 5 Surround 5.1 Professional. Um, nó để THX ở trên này đây trên cái chữ này mình đang click đây các bạn nhìn thấy nha hoặc là SBX còn cái loại mà nó để X file là không xài được nha ở đây các bạn có nhìn thấy ba lỗ đúng không có nghĩa là mình không xài đường microphone mình không xài đường nghe mình đâu còn phải nghe đâu mình gắn một cái sợi dây 3.5 3.5 mm mình gắn vào đây đi ra cái đường mà 6.5 hay đường 6.5 stereo đi vào output của cái mixer thì các bạn sẽ lấy âm thanh trực tiếp không còn gì mà trực tiếp hơn bằng nữa hết có nghĩa là hình ảnh rõ hay không rõ là do điện thoại của các bạn quay nhưng mà âm thanh thì một trăm phần trăm là rõ một trăm phần trăm luôn thì âm thanh nó sẽ thật hơn và rõ hơn um, nếu mà không có cái này thì cái X-Fi Go nhưng mà thật sự mà nói cái đời này nó cũng đã rất là hiếm rồi cũng khó mà tìm ra tại vì cái này nó cũng có hai lỗ một lỗ microphone lỗ microphone cũng là lỗ line in của nó với lại một lỗ output là để nghe đây như các bạn ở đây nhìn thấy ok nó chỉ có một cái đường ra và một đường vào ok cái này bên nhật thì còn bán bên nhật thì còn bán mình cũng chỉ còn có một hai cái thôi nhưng mà bây giờ cần đi làm việc chứ không còn không có mua được nữa còn nếu mà các bạn muốn âm thanh hay hơn, âm thanh âm thanh high end cũng có nhưng mà những cái đời đó thì bây giờ nó thật sự mà nói um, cũng khó tìm những cái đời Sona Sona uh, U U bảy mình bấm lộn xin lỗi Sona U đây những cái U bảy U năm thì uh, nó ra hai end, nó ra đúng âm thanh hai fi luôn. Ok. Đây là những đường line in hay là đường microphone của nó đây, các bạn ở đây cũng có thể nhìn thấy được. Yeah. Những cái này là về những đường âm thanh phát ra. Những đường âm thanh phát ra. Đằng trước và đằng sau. Nhé, yeah. cái này là 7.1 còn cái đường vào của nó là các bạn có thể xài cho microphone hay là xài đường web in, in hay là đường line in hay là đường stereo mix. Ok, nhưng mà mình khuyên là nếu mà ai mà có đường wave á, thì nơi Sona nó có đường web thì nên xài đường web hơn chứ không thích xài đường what you hear để mà thu hình, thu âm chứ. Hay là đường stereo mix là tại vì mix là nó đã trộn lẫn luôn đã cả cái âm thanh của microphone này nó vào nữa. Còn mình đã có microphone từ mixer rồi thì mình chỉ cần lấy đường line-in trực tiếp thôi thì nó sẽ hay nhất Hay là đường web Web hay là đường line-in Ok Cái này là mình chia sẻ, còn nếu mà những người mà không có điều kiện, mình không nói đến điều kiện tiền bạc, mình đang nói điều kiện là Có những cái quốc gia nó còn tồn tại và có Những quốc gia không còn tồn tại những cái song khách này nữa Thì những cái laptop nào nó cũng có đường ra và đường vào, đường microphone các bạn có thể sử dụng Chính làm sao cho nó khỏi rẻ cái video này là mình đang hướng dẫn mình giải thích cho những người đã có một ít căn bản đã có một ít căn bản và đã hiểu được một ít về uh, media về cách cách streaming và recording rồi nha ok mình chúc các bạn thành công còn nếu mà ai uh, chưa hiểu thì vẫn có thể viết uh, những comment ở dưới có thời gian mình sẽ nhắn tin và trả lời ok mình xin chào cả nhà